Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà mới xảy ra trưa nay tại Papua New Guinea. Đó là câu chuyện động đất. Thì Thư đã ở bên Đông Timor được 5 năm và năm nay là năm thứ 6 Thư đang sống ở Papua New Guinea. Thì cũng có vài lần Thư có biết cái động đất, ít nhất là 6 lần ở Dili là Thư đã trải qua 6 cái lần động đất như vậy. Nhưng mà chưa bao giờ mà động đất làm cho Thư sợ y như là hồi trưa này. Thật sự là sợ lắm luôn. Mà sợ thì càng phải muốn nói cho bớt sợ. Thậm chí từ nãy giờ mà Thư ngồi trên cái sofa, mà cái sofa đó nó im im á, mình ngồi mình lắc chân á, cái khi mà Thư ngừng cái chân mà Thư đang lắc lại á, thì cái sofa nó vẫn còn cái lực nó lắc lắc như nè. Thư vẫn còn run á, Thư vẫn nhớ tới cái cảm giác động đất cho nên vẫn còn run. Thì kể cho mọi người nghe là cái văn phòng mà Thư đang làm việc á, là nó ở trên một cái nhà mà dạng nhà ở cái công ty Thư đang làm việc á, là dạng như nhà lắp ghép á, là mấy cái container ghép lại với nhau. Còn đặc biệt cái khu vực mà Thư làm á, thì tầng trên với tầng dưới thì Thư nghĩ cái là lắp ghép không, mà tại vì không có xây tường bằng bê tông y như là cái nhà mà Thư đang ở đó. Cho nên mỗi lần á mà có đặc biệt ba người đi qua đi lại cái văn phòng á, là cái văn phòng nó trở nên nó rung rung nhẹ nhẹ vậy nè đó. Thì ba cái người đó á, là một người thanh niên với lại hai người phụ nữ, mà mỗi người á là dáng dấp á là khoảng 70-80 ký á, cho nên khi mà họ đi là cái văn phòng nó rung rung như vậy đó. Thì hồi trưa này á, Thư vẫn còn làm việc ha, thì BB thì nó ngồi cái bàn đối diện đó. Cái lúc đó là Thư đang nghe YouTube của một kênh, của kênh ông Danh 123 đó, tai thì nghe cái YouTube đó, cái video của ảnh, còn mắt thì đang làm một công việc khác, công việc đơn giản thôi cho nên mới có thể là phân chia ra cùng một thời điểm làm hai việc đó. Thì Thư nghe cái phòng nó rung rung thì mình chỉ nghĩ là chắc là có người đi thôi đó. Nhưng mà sau khi nó rung khoảng 5-7 giây á, nó không ngừng đó. Cái Thư nhìn BB, cái BB nhìn Thư, cái hai đứa nhìn nhau. Cái thời điểm đó là 2-3 giây nữa bắt đầu nó rung mạnh lên mấy bạn. Nó rung mạnh lên. Cái tự nhiên thường thường á, mỗi ngày á, mà Thư với BB á, là hay nhìn lên trên cái CCTV á, cái camera để kiểm tra cái gì đang diễn ra bên ngoài. Mà tự nhiên á, cái khoảnh khắc hồi trưa này á, cái lúc mà nó rung mạnh lên á, hai chị em cứ ngồi ngó nhau vậy nè, mà không có đứa nào nhìn nó trên cái camera để biết là mọi người đang chạy ra ngoài hết. Tại vì khi mà nó rung cái nhà là mấy cái kệ rồi nó rung luôn, nó rung mà nó lắc, nó làm rắc mình nghe lớn luôn á, tự nhiên mình bị phân tâm luôn các bạn. Đó, sợ vậy á. Cái Thư mới nói với BB, Thư nói BB ơi, động đất đó em. Cái BB nó nhìn Thư, nó hỏi động đất hả chị? Nó động đất á. Là lúc đó là bắt đầu lắc lên nhiều rồi. Lắc lên nhiều mà Thư nói hả? Chưa giờ mà Thư bị cái vụ mà lắc nhà như vậy nữa. Nhưng mà hai chị em còn bệnh lắm. Đứng lên ấy, thôi hai đứa mình đi ra ngoài đó. Tại vì công việc của tụi này là phải giữ tiền nhiều quá, mà lúc đó là BB đang giữ một cái giỏ tiền nữa. Cho nên á, hai đứa đứng lên cầm chìa khóa đi ra ngoài đóng cửa lại. Thì khi mà tụi Thư vừa bước ra khỏi cái cửa để bước ra ngoài á, thì cái nhà nó hết lắc đó. Thì BB nó không có chịu xuống dưới cầu thang mà nó xẹt thẳng ra ban công. Cái Thư cũng theo ra ban công luôn. Thì lúc mà ra ban công rồi á, thấy người đứng như đất đầy luôn. Ở bên kia đường á, là cái tòa nhà mà 5 tầng mà có lần mà Thư quay video, mọi người thấy có cái tòa nhà cao cao phía đối diện công ty của Thư làm á, công ty mà Thư đang làm á, là mọi người ra ngoài đường đứng hết luôn. Trời ơi là sợ. Thì lúc đó Thư mới bớt luôn rồi, lúc đó mới quay vô lấy điện thoại ra quay cái video ngắn ngắn á, là mới post lên hồi trưa đó. Thì sợ cực kỳ. Đó. Mà rồi chưa hết đâu. Thư mới ngồi Thư suy nghĩ, Thư nói là mong về nhà quá, để về nhà coi có cái gì thay đổi không. Thì thiệt sự cái tủ tivi mà trước mặt của Thư nè, biết rằng ba cái chân nó không có bị chinh đó, nhưng mà ba cái chân của nó là nó bị chinh, nhưng mà cho nên nó không có được nằm yên cố định đó. Thì mỗi lần mà Thư lau nhà, Thư chạm vô thì nó di chuyển,
Nhưng mà cho đến ngày hôm nay Thư mới biết là cái lực di chuyển cái tủ này của Thư nó chỉ tương đương với lại 7,3 độ Richter thôi. Thư đi về nhà cái tủ này á nó không có nằm ngay, tại đồ đạc trong nhà là Thư để ngay ngắn hết. Thư đi về nhà là cái tủ đã nằm nó xịt ra ngoài nè, nó hở ra so với cái tường đó. Rồi bước vô cái nhà tắm á, đó, ngay chỗ cái bồn tắm á, nó có một cái lỗ gạch đó nó bị bể, nó bể nó rời ra. Nhưng mà mấy tháng nay á, Thư đã lắp nó vô, Thư lắp nó vô ngay khớp luôn, nó nằm im ru như vậy mấy tháng nay. Nhưng mà chỉ qua mấy 20 giây động đất hồi trưa này thôi thì cái miếng gạch này nó đã rớt xuống đất. Các bạn suy nghĩ là các bạn tưởng tượng thấy cái độ rung lắc tới tới cỡ nào rồi. Còn chưa hết đâu, lúc đó chồng của Thư đang ở nhà chồng Thư á là đi vòng vòng mấy nước Đông Nam Á này rất là nhiều rồi, rất là nhiều năm rồi, trải qua không biết bao nhiêu là trận động đất rồi, mà đến trận hồi trưa này chồng Thư phải dùng cái từ là pandemic, có nghĩa là đau khổ. Chồng Thư nói là đang đi toilet đó mà thấy cái nhà nó rung đó, thì mỗi ngày như bên Delhi mỗi lần động đất 5-7 giây thôi là nó hết đó, còn hồi trưa này á nó rung, nó rung ưa ít đó. Cái chồng Thư mới thử coi nó có hết không, không hết thì tính tiếp. Bắt đầu y như là những gì Thư trải qua mà từ nãy Thư kể với mấy bạn luôn, nó rung ưa ít xong cái nó rung nhiều lên, cho tới khi mà nó rung dữ dội lên đó, là chồng Thư lật đật mặc đồ vô để có gì chạy xuống đất đó. Chồng Thư kể mà phòng khách ở ngoài ha, cái tivi ha lắc 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 nha, quạt máy lắc 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 luôn, trời ơi sợ ơi là sợ đó. Thì mấy cái này là xảy ra những cái gì mà nó diễn ra ở nhà với công ty thì kể với mọi người nghe thôi. Còn ở trên Facebook á, thì có một cái khu trung tâm thương mại, mà khu trung tâm thương mại này nó không có lầu, nó cũng chỉ là nhà lắp ghép thôi mà nó không có lầu đó, cũng hên là nó không có lầu á. Mà mình nghe kể á, mình nghe nói tin hành lang á, là thi công cái tòa này nó không có được ok đó. Mình không có biết biết ok là như thế nào, nhưng mà cái hình ở trên Facebook đưa là nguyên một cái kệ dựa vô tường mà để bày mấy cái nước uống đồ, mấy cái chai rượu đồ là ngã xuống bể hết, thấy ghê chưa. Rồi á ông chủ của Thư á là từ bên cái tỉnh khác á điện thoại cho đồng nghiệp của Thư á, kêu là phải đi kiểm tra ở mấy cái tòa nhà nhà như là cho thuê rồi nhà ở chỗ này nè, coi có chỗ nào tường bị nứt hay không. Chứ có những cái chỗ khác á, bạn bè của ổng á là làm ngân hàng á, là tường bị nứt nè, rồi mấy cái gương mấy cái kính cửa bị bể luôn, trời ơi nghe sợ ơi là sợ. Mà hôm nay động đất á là từ cái chỗ mà thành phố mà Thư đang sống và làm việc á, cách xa cái nơi mà động đất mạnh á là khoảng 129 km đó. Thì ở cái nơi mà mạnh nhất á là có hiện tượng đá á, nó lở luôn, rồi mặt mặt đường á nó bị hõm vô, nó bị nứt ra luôn, sợ lắm. Thì ai mà có ở những cái vùng mà động đất á, thì sẽ có cái kinh nghiệm, chẳng hạn như là ngày xưa 5 năm trước khi mà Thư đến Đông Timor á, là lần đầu tiên mà Thư biết động đất á, thì nó rung rung nhưng mà nó rung cái mức độ rất là im và nhẹ đó. Thì trong vòng khoảng 5-7 giây là hết đó. Mà thường thường ở Đông Timor mà bị động đất á, là ảnh hưởng bởi những cái cơn địa chấn ở bên ở ngoài đảo của Indonesia hoặc là những cái nơi khác của Indo đó, nó cách xa cũng là hàng ngàn cây số. Bởi vậy cái mức độ mình biết cái tâm chấn của nó là 5.7 độ Richter, 6.3 độ Richter, nhưng mà tại vì nó ở xa cho nên đó là mình cảm thấy ớt mắt, mình biết là động đất nhưng mà nó không có làm mình sợ như hôm nay. Hôm nay cái chỗ này nó cách cái chỗ mà ảnh hưởng mạnh nhất đó là chỉ có 129 cây số, bởi vì cái mức độ nó rung của 7 Richter nó làm cái Thương sợ cực kỳ luôn. Hôm nay là sinh nhật của chồng nè, cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới nè, và còn xảy ra cái ngày này, cho nên Hương nghĩ là từ bây giờ trở về sau là Hương sẽ không bao giờ quên được cái ngày kỷ niệm sinh nhật với ngày kỷ niệm ngày cưới của ngày hôm nay. Thôi kể cho mọi người nghe những cái chuyện này, không biết là mọi người có muốn ngồi nghe hay không, nhưng mà
cũng 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 nên kể những cái trải nghiệm của mình đến với các bạn. Bởi vậy khi mà hồi trưa này, khi mà xảy ra cái chuyện này á, chiều bữa Thư mới ngồi Thư suy nghĩ á, thì Thư suy nghĩ là những cái thiên tai như vậy á, gây ra những cái thiệt hại á, thực sự cái người mà không may mắn đó, mà người ta mất đó, thì người ta thực sự là người ta cũng không biết tại sao người ta mất nữa. Tại vì trong một cái khoảnh khắc nào đó mà nó đến bất chợt, nó làm cho mình hoảng loạn luôn, thì mình sẽ không nhận thức được cái gì đó. Cho nên là Thư nghĩ chỉ cần nghĩ đến những cái chuyện này thôi thì cảm thấy thương cho những cái trường hợp mà xấu số, những cái trường hợp mà không may ở những cái nơi mà có thiên tai, y như là cái đợt động đất hồi trưa này. Thì Thư mong là ngày hôm nay nó sẽ không xảy ra nữa, và những cái chuyện như vậy nó sẽ không không có xảy ra ở đâu, bất kỳ nơi đâu trên thế giới của mình nữa, chứ sợ lắm. Thôi, câu chuyện của Thư cũng đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã nghe Thư nói chuyện ha. Bây giờ chúc mọi người vui vẻ nha. Bye.